nó khóc mà. Trời ơi, giờ này tao chỗ này nhát rồi. Mà coi mày làm tiếng nữa, nó khóc nữa, một hồi nó khóc nữa. Tới lần thứ ba khóc nữa, tôi mới dẹt, tôi vô, tôi coi, tôi thấy một vịt gì đó. Tôi dồn, tôi thấy cái mặt nó chúa chứ. Trời, đổ lộn, tôi chết, tôi chạy gì vậy? Tôi chạy gì vậy, xanh mặt, chạy gì vậy, tôi kêu nhỏ gái, lại ẩm. Tôi một tay cầm gì, người ta chạy xe, tôi té chết. Sao biết ba nghèo? Thì con sống với ba từ nhỏ tới lớn mà. Con sống ba từ nhỏ tới lớn là con biết ba nghèo. Con chọn quê hương Việt Nam. Con chọn quê hương Việt Nam. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Hữu Cơ thuộc huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Và chỉ cách một cái con kênh nhỏ này thôi thì phía bên kia là ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia, và cách khoảng 3 km nữa thì đến cửa khẩu Dinh Bà. Sở dĩ ngày hôm nay thì Bùi Hồ mặt tại đây vì đây là ba của chị Tuyền, mẹ của bé Bảo Ấn, một đứa bé nhặt được từ trong một cái lùm tre. Câu chuyện đó cách đây cũng đã 6 năm rồi. Sở dĩ ngày hôm nay có mặt ở đây để xác minh thật hư cái câu chuyện nhặt đứa bé ở trong một cái lùm tre, mà nghe nói rằng á, bé Bảo Ấn khi nhặt được thì có một cái sợi ong quấn ngang mình. Thật hư cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ muốn tìm hiểu cho cô bác quý chị hiểu thêm về một đứa bé gọi là nhặt được ngay tại biên giới Campuchia và Việt Nam ha. Đây là ba của bé Bảo Ấn. Anh là anh Ve. Dạ. Còn bác ở đây là tên gì hả bác ha? Ông ngoại. Ông ngoại. Dạ, mời cô bác quý chị tiếp tục cái câu chuyện này ha. Con chào bác ha, em chào anh Ve ha. Bác ơi, thì con và anh trao niềm vui là biết được rằng là bé Bảo Ấn là được bác phát hiện ra và nhờ con gái của mình để đưa bé về nhà. Thì cái câu chuyện đó là như thế nào hả bác ha? Dạ, tôi tới chỗ này cầm một tay lưới đó mà thấy nó la khóc nga, tôi mới đứng sững đó. Nói cái gì mà giờ này ma nhát nữa, nói mày khóc nữa coi, nó khóc nữa đó, khóc một tiếng nữa coi, khóc nữa. Tôi mới bước vô, tôi thấy một bọc nữa, nó một tay tôi sao tôi chạy xe, nó sợ tôi té nữa đó. Tôi mới kêu con tôi nhỏ gái, mày đi bồng dừa có một hộp sữa lông khúc dài nó để ngay nó bủ kiến bu tùm lum la chứ đó. Gì ở căng được có 800 gram mà lớn. Ừ, lúc đó là mấy giờ hả bác? 5 giờ. 5 giờ chiều. 5 giờ. Lúc đó là bác làm cái công việc gì? Giăng lưới. Giăng lưới gắn hả? Lưới gắn đó. Dạ. Rồi lúc đó là ở đây thì 6 năm về trước thì nó không có được giống như vậy đúng không bác? Không giống gì đâu, lùm không ở đây. Dạ. Nè, ở trên này lùm không nè, rất là nước còn lùm không. Dạ. Nó để trong bụi đó. Trong bụi nào bác? Bụi dưới đó hả? Bà đặng đó. Dạ. Rồi đường này vô có được đâu. À. Gai gốc không. Nó nhét vô trong đó. À. Đó kế bụi tre đó thấy không? Bụi tre đó đó. Ừ, bụi tre đó mình để trong ngoài. Dạ trời. Ừ. Nó để trong bụi tre. Lúc đầu thì bác sợ không? Đâu có sợ ma sợ u gì đó. Dạ. Đứng sững đó. Mà bắt đầu thấy khóc mấy lấy tay dẹt vô thấy một bọc dưới cái chăn. Cái chăn. Rồi, sau nhặt được chạy với xe chạy quý cái con nhỏ gái đó vợ này bồng gì nó chùi trời ơi bắt nước bắt này kia bắt đầu kiến không bị hộp sữa để lúc nó mũi trời ơi nó gì lúc... gì bắt đầu vừa trần giả nó trời mưa cẩm trời mưa lắm liệt trời mưa liền hả mưa liền ủa trời mưa lắm liệt vừa tắm rửa sạch sẽ rồi ăn trần giả nổi mưa rồi. Phải là đêm đó là chết. Mưa là chết luôn. Nếu như mà không phát hiện mưa thì chắc có lẽ là không còn bé Bảo Ấn dễ thương giống như ngày nay đâu. Thì lúc đó đem về thì nghe nói là chị với bác có đi báo công an nữa hả? Có. Chứ công an lại dậy nhà tùm lum la chứ mình báo người ta, sợ người ta bắt, nói mình bị bắt cóc nữa. À. Không được đâu, thôi báo đi. Người ta nói là cứ nuôi đi. Đó, rồi vợ chồng có gác nuôi đi. Tức dạ. Giờ trời phạt đưa đẩy gì rồi phải không? Dạ. Thì con nó tật nguyền nè, nó đưa nhỏ rồi đỡ đầu, à. Rồi gắn luôn mở nhỏ nó khôn lành quá. Dạ. Đây là ba của bé
Bảo Ấn, anh đứng gần bác tí xíu đi. Anh Ve là hiện nay làm cái công việc gì? Lúc trước thì em lên trên cửa khẩu dắt lúa. Giờ cửa khẩu lúa nó ít lợi gián đoạn rồi. Giờ em về dưới quê với đi leo dừa. Leo dừa hả? Leo dừa, hái dừa mướn. À, đó là hái như vậy thì tính công sao? Có bữa thì người ta kêu 2 cây, 3 cây, có bữa thì được 4, 5 cây, có bữa không có. Không có thì em ở nhà trong hái nhỏ. Bắt bên đó. Lúc mà chị bác đem về đó rồi nói là anh với chị cùng nuôi thì lúc đó mình có lo lắng không? Lúc đầu thì thấy gia cảnh mình khó. Nhưng mà suy nghĩ lại là nếu bây giờ mình bỏ nó, mình không nuôi nó nữa là kiểu như là nó bị bỏ rơi thêm một lần thứ hai nữa. Mà một người bị bỏ rơi một lần là đã đau khổ rồi, bây giờ về tới vợ chồng mình bỏ nó nữa là hai lần, mình thấy không đành. Nên mới cố gắng nuôi nó cho đến giờ. Tại bây giờ ngồi xuống đi. Dạ, ngồi xuống đi anh. Dạ bác lớn. Bác năm nay là nhiêu tuổi rồi? 66. Rồi lúc đó về thì con của mình bị bệnh nữa nè. Rồi mình phải nhặt đứa bé nó thiếu dinh dưỡng đó. Thì lúc đó gia đình mình có phải chạy tiền lo lắng sữa tả cho bé không anh Vy? Có, thời gian đầu có đi vay mượn nhiều nơi lắm. Ừ. Anh chị ở ngoài Sài Gòn, Bình Dương đồ cũng gỡ tiền phụ tiếp cho mình nữa. Rồi mình nghĩ đó cũng là cái duyên đến với mình. Thì tới đâu tính tới đó. Đây, dạ. Ba mẹ cũng nói là cái mạng người quan trọng lắm, rồi mình gắng, cố gắng đi để mình tạo hết. Cho nên vợ chồng mới cùng nhau mà cố gắng mà lo cho bé bói. Hiện nay thì nuôi hai bé, một con bị bệnh với lại bé Bảo Ấn thì gia đình mình chật dữ không? Dạ đúng, rất là khó khăn. Tại vì một đứa lớn nó bệnh rồi, rồi khó mà bỏ nó đi mằng được, giờ thêm bé Bảo Ấn nữa. Nó còn nhỏ nữa. Thông tin với cô bác của anh chị sở dĩ ngày này hôm nay anh Ve có mặt ở tại đây vì anh Ve nhận tin là phải thêm cái tên của anh vào trong cái giấy khai sinh của bé đúng không? Dạ. Lúc trước là không có tên của anh hả? Không có, họ khi mà mình làm giấy khai sinh á, họ nói còn mới mẻ quá à. Đeo theo là gần 6 năm rồi đã đi làm giấy cho bé Bảo Ấn. Dạ. Chỉ mong cái tâm nguyện là bổ sung tên tuổi cha mẹ vào thôi. Mà không được. Hiện nay mấy công an xã mới điện là kêu mình đem hồ sơ lại. Để họ tìm cách bổ sung tên tuổi cha mẹ cho. Anh có thể chia sẻ là cái cảm xúc những ngày đầu anh với chị nuôi bé thì như thế nào? Khi thở ban đầu về thì nhặt nó về đó mình cảm thấy nó rất là đáng thương, rất là tội nghiệp luôn. Cơ thể nó vừa nhỏ nhắn mà đỏ hỏn, mà lại trên người đầy kiến, những cái dấu thương tích của kiến nó cắn á, thấy tội, thương xót vô cùng luôn. Vợ chồng em thì mất mằng việc nặng vắt lúa ban ngày, nhưng mà ban đêm cũng phải gán thức. Nhỏ sữa nó thường xuyên, nhỏ nước thường xuyên cho nó. Tại vì nó không có tự nút này kia được, mình phải lấy cái muỗng cà phê, muỗng ăn hột vịt nó lộn á. Múc sữa này nhỏ cho nó 2-3 giọt, rồi cái nửa tiếng đồng hồ sau cái nhỏ thêm, làm gì đó cho vợ chồng thay phiên cho đến sáng. Đến một tháng sau bé mới phát, mới ổn lại, mới khỏe lại được. Cái đó vợ chồng cũng khỏe, cái đó bé nó đủ chắc rồi đó. Đến thời điểm bây giờ mình cảm thấy là mình hạnh phúc khi có được bé không anh?
đúng, rất là hạnh phúc. À, mình cũng tự hào với bản thân mình với vợ mình đã làm được cái điều này, là nuôi bé từ lúc có 800 gram mà giờ nó được lớn như thế, mừng lắm. À, hiện nay cái công việc như vậy đó, bấp bênh như vậy thì ở gia đình mình nghe nói là chị còn thiếu nợ về cái nền nhà để mua trả góp tay như thế nào đó. Dạ đúng rồi, nền nhà đó là của ông anh gửi. Yeah. Thấy thương rồi để lại bán lại cho hai vợ chồng em là 20 triệu, mà ảnh nói là khi nào mà có dư giả thì có dư bao nhiêu thì gỡ vào bấy nhiêu. Mà hai vợ chồng 2 năm nay rồi gỡ mới chỉ được có 1 triệu à. Anh với chị á, thì anh là ghế. Dạ. Trước đen ở đây là bao nhiêu năm? Em về đây cũng khoảng 10 năm. 10 năm. Và sau đó là hai vợ chồng mới di chuyển về quê ở, về quê của anh. Yeah. Ở được khoảng gần 2 năm. 2 năm rồi. Chị thì bán vé số, cô bác anh chị cũng biết rồi ha. Còn anh thì phải leo vừa thuê vừa mướn thì cũng đâu có nhiều tiền anh. Bác ơi, bác có nghĩ đây là cái lương duyên của khi có được cháu ngoại không? Phải chứ, mừng chết, lụng được mừng, thương lắm. Dạ. Rồi mà nằm chút anh lấy khăn nó lao, có ai mà khôn khỏi đó đâu. Dạ. Thấy thương cái gì. Dạ. Mà con nhỏ chị đó, mới giật tới thì nữa nè. Hôm nay là hai chị em đi lên đây luôn hả? Ừ. Mới ôm chị nó, trời ơi. À, Bùi Hồ sở dĩ lên đến đây á, cách đây khoảng 500m thôi cô bác với anh chị. Mà bác ở đây là là Việt kiều Campuchia ha. Ừ. Bác là tôi về lâu rồi, tôi về năm 73. Dạ. 73 mà chưa có giặc miên nha. Chưa có bon boss. Chưa có boss mà năm coi năm 75. Đó, là boss nó vô quánh. Dạ. Tôi cũng cầm súng đi quánh boss đó. Dạ. Bác cũng là Việt kiều Campuchia. Vậy đây là ở đây luôn, hai vợ chồng sinh sống ở đây luôn hả bác? Anh ở đây luôn. Dạ, chị Tuyền là được sinh ra ở đây hay là ở Campuchia? Ở đây. Sinh ở đây không? Con đúng. Dạ. Ngày hôm nay thì đến đây cái khu lùm này thì cho cô bác của anh chị biết được cái sự hoang vắng ở tại lạnh lẽo tại chỗ này. Cách đây khoảng 6 năm về trước thì không biết cái con đường này có làm nhựa chưa. Nhưng mà thấy bây giờ ngồi đây thấy cũng tự nhiên giờ này thấy cũng âm u lạnh lẽo mà gần biên giới nữa, cái tự nhiên mà thấy cũng chưa có làm nhựa, thấy không? Nổi da gà. Chưa có làm nhựa đâu. Cái cây mà lùm nó còn sót à, nhánh nước à, tới dạ. mé lẩu. Dạ. Rồi nó xong nó lọt nó vô đó nó để vô đó. Trời ơi. Không phải mà hiện tại bây giờ bác còn nhớ chính xác cái chính xác mà... cái này luôn. Để bé khoảng gì đó không bác? Ngay đó, lốt cây mía nước còn. Nói vậy nha. Cây mía nước đó. Cái cây này nè, cái cây đó còn và bụi tre đó. Hạ mà nó đút bụi tre nó đút vô đó mà cây không à. Gai không đó nè, gai thứ đó nè. Mà lúc mà để bé bảo án là mấy cái cây này nó có bự gì không, hay là nó nhỏ xíu, hay là chưa có? Lớn. Vậy là chỉ ở trong bụi cây ghe thôi. Thì bác chỉ nghe được cái tiếng cây khóc chùm này nè. Bụi lùm này nè. Bụi lùm này nè, cái cây bà đăng này nè. Dạ. Chùm này nó để ngay chỗ đó đó. Dạ. Rồi cái cây bà đăng nó lớn. Là bác nói là lúc mà để bé bảo án ở đó là cái cây đó nó nhỏ giống như cây bên này vậy. Nhỏ. Mà dòm có thấy đâu. Ở mé đường này, lùm không cao nè. Dạ. Bây giờ nó mới dọn thành phảnh vậy đó. Đấy là lùm ha. Nhưng mà con thấy là có một cái sự linh tính vậy nè. Lần đầu tiên bác nghe thì bác sợ, bác tưởng đâu làm ma mà nhé. Bác nói là lần thứ hai thì có ấy lần thì thứ ba nó mới khóc á. Bác kể cái câu chuyện là lần thứ hai bác nói ông ấy khóc nữa coi hả bác? Tôi nói tôi mới đi sừng tới đó nè. Tôi tính vô bụi tre này có anh tay lưới tôi cầm hoài. Tới đó nó khóc mà nha. Trời ơi giờ này tới chỗ này nhát rồi mà coi mày làm tiếng nữa nó khóc nữa, một hồi nó khóc nữa, tới lần thứ ba khóc nữa tôi mới dẹt tôi vô tôi coi tôi thấy một vịt gì đó. Tôi dồn tôi thấy cái mặt nó chúa tôi rồi trời đổ lộp tôi chết á, tôi chạy gì vậy, tôi chạy vừa rồi xanh mặt chạy gì vậy, tôi kêu nhỏ gái lại ẩm. Một tay cầm gì, người ta chạy xe té chết.
Phải nói là một cái câu chuyện, một cái lương duyên rất là lớn để mà làm cháu, làm con, đúng không? Phải vậy em phải nói lại nếu mà không có nó khóc nha. Nó là nhiều đời, nhiều kiếp nó đưa vậy, đúng không? Nó chết rồi. Mà tôi cái nghề dân lưới gắn, mà tôi thấy lụm nước nít này tôi đốt bỏ nửa bao rồi. Tôi để kỷ niệm một tay lưới đó đó. Ôi sao đốt? Tôi nghĩ như dân. Từ ngày là nhặt được bé là nghỉ dân gắn luôn? Nghỉ dân, đốt bỏ chứ. Ôi sao vậy bác? Nó lụm đứa rồi, nó hên rồi, cái lọc nó hên rồi. Dân chi nữa? Mang cái tàu. Bỏ nghề luôn rồi, để một kỷ niệm một cái tay lụm được bao nhiêu. Cái tay lưới gắn mà được bác ở đây gác lại, không còn làm nghề lưới gắn nữa sau khi có duyên với lại bé Bảo Ấn. Và cái tay lưới gắn này giống như là một cái tay lưới kỷ niệm mà như là bác đã chia sẻ. Ngày hôm nay có mặt tại đây gồm có bé Bảo Ấn nè, rồi bé Thanh Vi nè, với lại bác nè. Hôm nay có cháu lên thăm vui không á? Vui, mừng chết. Ngày hôm nay thì có gặp ba với lại bé Thanh Vi nữa. Bây giờ mình mời cả gia đình cùng vô đây để tâm sự tí xíu nữa ha. Hôm nay các anh em có mặt ở tại đây á thì không có chị Tuyền. Lý do là chị nói là chị hỗ trợ một cái người cô nào bán vé số cùng với chị bị tai nạn giao thông, rồi hỗ trợ phải vô trạm y tế nên không có đi đồng hành cùng với lại Bùi Hồ cũng như là anh nắm được. Bé tên gì, bé kế bên đây là tên gì anh? Con Thị Thanh Vi. Con tên gì? Phan Thị Thanh Vi. Phan Thị Thanh Vi hả? Dạ. Con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12. 12 tuổi hả? Dạ. Con học lớp mấy người ta? Con không có đi học, bị bệnh sao học được. Con bệnh gì? Giật. Giật sao? Con bị phong giật á. Con bị phong giật. Bé sao anh có thể chia sẻ cho em với lại anh Vi? Dạ. Bé Vi nè. Hồi lúc nó 5 tuổi rồi nó phát bệnh sốt. Ừ. Ra ngoài Sài Gòn gần 2 tháng rồi, bác sĩ nói là có lẽ đưa bé về quê hương rồi cho nó cái hoàn cảnh nó yên tĩnh rồi bé nó có thể hết bệnh. Có nghĩa là 5 tuổi là phát sốt. À. Năm nay là 12 tuổi. Rồi đem về nó chỉ còn da với xương thôi. À. Cái em mới đi ai chỉ đi đâu thì đi đó cho. Cũng nhờ ông ba em nè, ông đi cắt cỏ bên Campuchia á, rồi quen biết được ông thầy bên Campuchia mới chở nó qua bển. Rồi mấy chị nó có da có thịt lợ, cái nó đi đứng lợ được bình thường mà bây giờ cái chân nó có tật. Không hết. Lúc đó là đi bệnh viện tốn nhiều tiền không? Nhiều. Tại đi tới 4 cái bệnh viện mà từ ở dưới quê này ra tới Sài Gòn. Ra Sài Gòn là bệnh viện Nhi Đồng 1. Rồi Nhi Đồng 1 nó chuyển qua bên Phạm Ngọc Thạch. Là Phạm Ngọc Thạch đó là gần 2 tháng. Là lâu lâu thì cứ về đây chơi với lại ông bà ngoại. Dạ. Bà ngoại vui không? Dạ vui. Vui sao nói chú Hồ nghe với. Dạ, về đây học với chú bây giờ con đi nữa. Hả? Học với chú con đi giờ con đi nữa. Con đi nữa, thích được bà ngoại không? Dạ thích. Thế sao đi xa quá trời, chạy xe nắng mệt, có sao thôi? Không. Hả? Con mặc áo khoác chứ lại con đã nắng. Chạy đoạn đường xa mặc áo khoác đội nón, đại đội nón sợ nắng. Thì ba có cho ăn gì không trên đoạn đường đi á? Không. Hả? Không. Sao vậy? Tại vì là đi lên nhà ngoại nên phải chạy riết lên. Đi lên nhà ngoại là chạy riết lên. Chứ không phải là ba không có tiền để ăn bánh hả? Có. Ba giàu hay nghèo? Nghèo. Sao biết ba nghèo? Thì con sống với ba từ nhỏ tới lớn mà. Con sống ba từ nhỏ tới lớn là con biết ba nghèo. Mà chú thấy là ba leo dừa quá trời nhiều tiền luôn. Mẹ bán với số nhiều tiền nữa. Giống như ba được hai căn nhà nữa. Căn nhà nhỏ ở đây với căn nhà ngoại nữa. Ba giàu hơn ta, bây giờ ba mới được hai căn nhà. Người ta bình thường có một căn à. Căn giàu. Chứ sao? Tại vì nhà này nhà ngoại. Nhà này nhà ngoại. Vì sao ba mình phải di chuyển về dưới ở vậy? Tại vì ở dưới con sống với lại con giác nước thân yêu của con. Cái gì? Con sống thân yêu. Đất nước thân yêu của con hả? Ôi trời. Bây giờ giữa cho chọn hai nơi thì chọn cái nào? Dạ con chọn quê hương Việt Nam. Con chọn quê hương Việt Nam. Chứ không phải ở đây không phải là quê hương của con hả?
đây cũng là mẹ hơn nước con. Bây giờ con có ước muốn gì không, nói cho mấy chú nghe đây. Dạ con có ước muốn là cho chị mau hết bệnh. Cho chị mau hết bệnh, rồi gì nữa? Với lại cho chị con hết tật nguyền. Cho chị con hết tật nguyền. Ước muốn gì cho con? Dạ con ước là làm bác sĩ. Con ước làm bác sĩ, còn bây giờ nè, mình ở nhà mình có mưa rồi có tạt không? Không có vô nhà gì. Thì sao vậy? Mình nó chỉ có vô mấy cái lá. Vô mấy cái lá thôi. Vì nhà mình là quá nhiều tiền, là nữ là che mưa hết rồi đúng không? Không có. Chứ sao? Nhà con vấn mình để rút trời mưa. Rồi mình ở đây khi nào mình về quê hương mình ở dưới lại? Mai. Mai. Ngày mai về lại. Ba cha con là phải ngồi trên chiếc xe đi lên đây hả? Dạ. Dễ thương ghê ha. Rồi bán con nói con phải đi công viên mà từ ở đó chạy vô đây cũng có công viên thì sao không kêu ba người lự ở đó chơi chút hả vô ngoại? Hả? Sao ạ? Con đi dưới chiếc lên vậy mấy chú còn quay phim. Trời. Ủa sao biết đi ghiếc ghiếc lên để mấy chú còn quay phim? Biết rồi. Hả? Không biết rồi. Biết mấy chú quay phim cho ai xem không? Hả? Có một cái cô kia kìa giàu lắm, rồi xin bé ấn rồi đi về nước ngoài ở, rồi nhà ở nhà tường, rồi nhà lầu, rồi có xe hơi luôn. Rồi bé ấn có chịu không? Không. Vì sao? Thì mà ở với bà. Vì sao muốn ở với ba? Ba toàn là ăn cơm với khô quẹt không à, chán chết. Có giờ ba còn có làm mấy món ăn nữa. Nhưng mà ăn đâu ngon bằng mấy nhà giàu đâu. Không. Vì sao không? Tại con chỉ thích ăn cơm của nhà ba con nấu. Chỉ thích ăn cơm của ba con nấu thôi. Rồi ví dụ như ba con ở đó thì người ta cắt nhà cho nhà ba mẹ con có sơ hơi cho thoát nghèo, chịu không? Hôm qua con nói đó. Chắc cắt nhà lầu cho con. Cắt nhà lầu cho ba má con ở. Nhà con lớn. Con lớn. Khi nào con lớn đi ha. Con mới chịu đúng không? Còn bây giờ là ở với ba mẹ thôi. Ý là nói là chừng nào con lớn là con tự cắt nhà chứ cắt nhà lớn cho ba mẹ. Ai cắt? Con. Con tự cắt nhà cho ba mẹ luôn hả? Dễ thương ha. Ngày hôm nay thì các anh em đến đây nè, gặp được gia đình, nhưng mà chị thì phải đi bán vé số để kiếm tiền để mà còn trang trải cuộc sống những ngày tới nữa. Và Bùi Hồ cùng với anh thì có công việc ở tại gần ngay cửa khẩu này, ghé thăm lại gia đình để biết thật hư cái câu chuyện về bé ấn, một cô bé rất là dễ thương mà như Bùi Hồ đã chia sẻ ở những video clip trước á. Và anh thì ngày mai này cũng sẽ về lại ở quê hương và em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình vào ngày mai nữa để gặp chị, để em tìm hiểu cái câu chuyện thêm cuộc sống của anh ha. Anh đúng rồi. Dạ thôi thì bây giờ thôi, không làm phiền để bữa cơm chiều cho gia đình của mình. Tụi em xin phép về ha. Có muốn nói lời nào với lại ông bà không? Nhắn gửi đi. Dạ con muốn nhắn ông bà cô chú được khỏe mạnh, sống tốt với gia đình. Sống tốt với gia đình bố. Là sao? Là sống tốt. Là sống khỏe. Rồi là sống khỏe. Chú không hiểu cái từ là sống tốt với gia đình. Nước nước đừng có dụng cho em coi. Thọc nét bỏ vô. Sao không hiểu, chú không hiểu từ đó. Nói lớn lớn phải nói sao? Sống tốt với gia đình. Là sao? Là khỏe mạnh với gia đình. Sống tốt với gia đình là khỏe mạnh với gia đình. Sống tốt với gia đình là khỏe mạnh gia đình ha. Rồi bye bye con. Bye bye chú. Bye bye, chào ấy. Dạ con chào cô chú.